nay thì cũng là đến dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, thì em cũng có đôi lời muốn nên là chia sẻ, và sẽ có những cái vấn đề mở rộng ra đối với cả trong nước và quốc tế. Mong anh chị cùng tham gia. Thì đầu tiên em cũng xin nói ngắn gọn chút về những cái ngày đầu tiên mà thành lập đất nước. Thì theo chúng ta biết như thế này, quân đội Việt Nam được thành lập như thế nào. Nhưng mà hãy nhớ rằng sau khi là 80 năm thực dân Pháp chào chiến Nguyễn, sau khi 80 năm là thực dân Pháp đô hộ, thì hãy nhớ rằng khi Nhật vào, Pháp đã có 2 lần bán Việt Nam cho nước Pháp, chứ không phải là Pháp ngoan hiền tử tế gì. Và hãy cũng nhớ rằng chúng ta giành nên lấy chính quyền là từ thực dân Pháp. Vì sao lại như thế? Thực chất là Nhật nắm chính quyền, và thực chất là Nhật nắm chính quyền vào Việt Nam là từ mùa thu năm 1940. Đã thực hiện những cái hành động ở trong Việt Nam, đó là đàn áp Việt Nam. Lúc đó Việt Nam chúng ta bị một cổ 22 chồng ở trong một đất nước, thực hiện đầy đủ các chính sách ngu dân. Pháp thì cố chia Việt Nam thành 3 phần: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Còn Nhật thì chỉ muốn lấy Việt Nam làm bàn đạp để có thể tấn công các nước ở Đông Nam Á, và Việt Nam cũng là địa chiến lược để sang Đông Nam Á và Trung Quốc. Trong vòng có 8 tháng đầu tiên khi Nhật vào, đã xóa bỏ cây đay, xóa bỏ cây lúa để trồng cây đay, khiến cho dân Việt Nam từ Quảng Trị ra đến là miền Bắc chết đói hơn 2 triệu người, và trong đó có gia đình em, họ nội nhà em, còn mỗi ông em. Cái đó em nhớ. Tháng 7 này nhà em làm giỗ hơn 120 người họ nội, và ông em cũng phải đi ở đợt và lấy cả nhà để có được cái đất để mà chôn những người trong gia đình nạn đói năm 1945. Đó. Ngoài ra nữa, khi từ miền Bắc, từ Quảng Trị ra đến ngoài miền Bắc đói, nhưng mà Nhật mặc dù lúc đó có tàu hơi nước, ngoài số gạo được cung cấp về cho là mẫu quốc của Nhật, với cả có cho những cái lực lượng đồng minh, thì Nhật đã sử dụng những cái gạo dư thừa để đổ vào máy hơi nước và đốt, nhất quyết không cho người miền Bắc, dẫn đến là có số thiệt hại về nạn đói cực kỳ cao năm 1945, hơn 2 triệu người. Nên nhiều người bảo Việt Nam, cho anh Chiến Nguyễn đừng gửi nhà em đăng này. Nên là nhiều người nói là Việt Nam độc tài và Việt Nam cướp từ Pháp. Bảo không, chúng tôi những người Việt Nam lấy từ Nhật chứ không phải từ Pháp giành chính quyền
từ quân Nhật. Tiếp đó là thế nào? Bảo Đại và chính quyền Bù Nhìn Trần Trọng Kim đã trao ấn kiếm cho lực lượng giải phóng tiền thân. Và bây giờ anh ơi, ai ấy đừng đừng gọi đấy nhá, cho Việt Nam lực lượng, em xin phép đấy, nhiều người cứ gọi là để phá em quá. Hãy nhớ rằng Bảo Đại và chính quyền Trần Trọng Kim đã trao ấn kiếm cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Lúc đó vẫn chưa có Việt Nam Cộng Hòa, hay còn gọi Ngụy Quân Ngụy Quyền, do Pháp tái chiếm và Mỹ dựng nên. Nên là các anh ở bên nước ngoài ấy, mà đu cảng ấy, làm ơn nhớ cho tôi rằng đừng có nói là đất nước Việt Nam bị cai trị 75 năm nay. Tôi nghe cái điều đó nó cực kỳ vô lý. Còn vô lý thế nào tí nữa tôi sẽ là trả lời cho các anh. Một loại truyền thông bẩn bựa như các anh. Chào Thương Ngọc nha. Chúng tôi, những người dân trong Việt Nam, đã đứng lên giành chính quyền, bắt đầu từ Pháp, Nhật, chống Trung Quốc, hay còn gọi là quân Tưởng tái chiếm, đưa 20 vạn quân, rồi đến là Mỹ và các nước chư hầu. Nên làm ơn những cái người ở nước ngoài, mà nhất là những cái anh ba sọc đu càng, đừng có nên ôm cái mộng nữa. Vậy chúng ta có thấy tự hào không? Nhưng mà với cả những cái tình hình mà chúng ta đã khó khăn, mới có thể là hết cấm vận được bao nhiêu năm, hơn 20 năm, sau khi còn chiến tranh Pol Pot với cả chiến tranh biên giới nữa. Chào bé Phạm Đức Phát nha. Còn chiến tranh Pol Pot cả biên giới nữa. Nhưng để bây giờ có một cái nền độc lập tự do như này. Vậy chúng ta sẽ nhìn rộng hơn. Các thế lực, kể cả phương Tây và những thành phần chống Cộng sản, đều tuyên truyền nói là Việt Nam độc tài, Việt Nam áp bức, đa Việt Nam độc đảng, và vân vân và vân vân. Vậy chúng ta hãy nhìn rộng hơn ra. Việt Nam độc tài, độc đảng, cái đó tôi không công nhận. Xin gửi đến tất cả những cái nước nào trên thế giới chống Việt Nam, chống Cộng sản, tôi, một người dân, không công nhận cái điều đó vì những lý lẽ sau. Gần đây nhất, tôi không nói xa mà nói gần đây nhất, là cái đại dịch là virus Covid-19. Nó đã chứng minh được là cái nước Cộng sản như này, cái nước cộng sản nó độc tài. Mà đây không phải lần đầu tiên, mà đã lần thứ hai rồi, chứng minh cho cả thế giới. Khi cả thế giới quay lưng lại với cả đất nước Việt Nam, quay lưng lại với đất nước Việt Nam, với công dân, thì lúc đó Việt Nam làm cái gì? Việt Nam đưa máy bay đến khắp thế giới đón công dân. Mà lần này là đại dịch 12, đại dịch lần thứ hai,
chết cũng một số người. Mặc dù đó là tình trạng là bệnh nền, nhưng mà vẫn khẳng định đó là bị nhiễm Covid. Chúng ta chưa từng nói là người đó không nhiễm Covid, tôi khẳng định. Nhưng mà hãy nhìn đi, có những con người từ công dân khắp thế giới được chính phủ đón về. Gần đây nhất như 2 ngày trước là từ Australia, và sắp sửa Australia khoảng hơn 110 người, khoảng 114 người. Và tiếp đó bây giờ đến Đài Loan chuẩn bị đón. Vậy nhìn ra thế giới như thế nào? Đó là cách mà người cộng sản làm.